Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Lưu Nhất Phong giới thiệu với quý vị bốn tác phẩm khế rất là chất lượng, rất là già. Qua một một thời gian gần đây thì bác chủ vườn thì bác ấy hơi bận một chút nên là bác đã để sổng, tức là để sổng ấy trước là cắt tỉa tạo tán rất là chỉnh chu. Một vài năm về đây do công việc bận rộn nên bác cây nó phát triển tự nhiên nên là nó có bị phá tán một chút, thì hôm nay bác báo giá bốn tác phẩm này bán đổ đồng là 2,5 triệu. Đấy, quý vị nào mà có nhu cầu mua thì Phong sẽ để số điện thoại, thì quý vị có thể tiện liên lạc với Phong thì Phong sẽ tìm cách dẫn quý vị đến với những gốc khế này. Đấy, giá rất là hợp lý. Đấy, quý vị có thể thấy một gốc khế tuổi đời trên 20 năm rồi. Đây, ngay từ cái đường cong này rất là đẹp này. Bây giờ Phong xin phép được đo vanh gốc. Vanh gốc của bốn cây này thì nó tương đối bằng nhau bởi vì tuổi đời của nó trồng cùng một năm quý vị ạ. Vanh gốc rất là khủng nhá. Giá cực kỳ hợp lý, có 2,5 triệu một gốc. Vanh gốc 2 4. Đây, quý vị, Phong xin lỗi đo tiếp. 2 này. 4 này. 6 8 10, vanh gốc là trên 1 mét đấy quý vị ạ. Vanh gốc trên 1 mét. Khoảng 1 mét. 90 1 mét quý vị ạ. Chiều cao của cây này chiều cao cây này nó rơi vào khoảng 1,1 m. Chiều rộng tán thì tương đối rộng, nó rơi vào khoảng 1,2 m. Cây rất là già, rụt rịt, cắt giật nhiều lần. Nhưng mà một vài năm trở lại đây thì nhà bác có nhiều việc bận nên bác đã không để nó mọc tự do đấy quý vị. Đấy, ông cũng chia sẻ thật là mọc tự do. Và hôm nay thì bác giới thiệu bán với cái giá 4 cây đổ đồng là 2,5 triệu một cây một gốc. Đây là cây đầu tiên. Tiếp theo một cây nữa thì Phong gửi đến quý vị hình ảnh cái khế nữa. Đây một cây nữa, gốc rất là bự nha. Gốc tương đối bằng nhau bởi vì là trồng cùng một năm quý vị ạ. Trồng cùng một năm tương đối bằng nhau. Rất là già. Nhà Phong đánh giá gốc này tương đối đẹp quý vị ạ. Gốc Phong sẽ vào trong để quay tiếp hai gốc nữa. Cây này bây giờ tác động kỹ thuật vào nữa là thành một cây tương đối chất lượng. Giá rất là hợp lý, chỉ có 2,5 triệu một gốc. Tiếp theo Phong sẽ đến với một gốc nữa. Đường kính của bốn gốc này tương đương nhau bởi vì bốn gốc này trồng cùng một thời điểm. Khế này là khế khế ngọt. Ngày xưa đã được cắt giật rất là nhiều, vấu sụn rồi qua năm tháng. Cái này quý vị mua về chăm sóc thì tạo tỉa thì vài năm sau sẽ thành những tác phẩm rất là có chất lượng. Quá giả.
rất đẹp. Tiếp theo một gốc nữa các bạn. Những cây khế này bác tuổi đời gần 30 năm rồi, đúng. 30 năm. Lâu lắm rồi, từ hồi cháu còn nhỏ xíu. Đây này. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Quý vị thấy những tác phẩm khế này đẹp thì quý vị thể vui lòng và liên hệ, để Phong sẽ để cái số điện thoại trên phần tiêu đề để quý vị giao dịch nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.